Nên mình đã hoàn thành xong hũ cà muối. Cà này thì mọi người sẽ cho nước vào một cái túi ni lông để lên trên, thì cái phần cà nó sẽ ngập ở trong nước và không bị thâm. Mọi người hãy làm theo các bước hướng dẫn của mình để muối được một hũ cà ngon hấp dẫn, anh cũng ăn cùng với canh cua rất là ngon. Và mình sẽ update cái tình hình cái thành quả của video này ở bên dưới phần bình luận nhé. Cảm ơn mọi người đã xem hết video này. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video nấu ăn lần sau nha. Hello, xin chào mọi người. Hôm nay thì mình và mọi người sẽ cùng nhau làm một món, đó là cà pháo muối. Mình sẽ bổ ra thành từng miếng, mình sẽ bổ đôi. Vâng, và nước này thì mình sẽ cho thêm muối vào đây để cà nó thơm nhé. Sẽ khoắng lên. Mọi người có thể bổ tùy ý. Nếu mọi người muốn ăn hai loại, một loại chua trước, một loại chua sau, thì mình có thể một loại là mình bổ, mình chỉ khứa ra thôi. Ví dụ khứa ra như này cho nó để cả quả. Mình có thể bổ nhỏ hơn, ví dụ bổ làm tư thì sẽ nhanh chua và nhanh được ăn hơn. Cà này mà ăn cùng với canh cua thì sẽ rất là ngon. Mình muối thì tầm 2 đến 3 hôm là sẽ ăn được. Mọi người cũng có thể bỏ bớt cái phần hạt đi nhé, thì ăn cà nó sẽ ngon hơn, không bị nhiều hạt quá. Mình sẽ ngâm một lát. Ngoài ra thì mình cũng đã được một cái phần tỏi như này. Bây giờ mình sẽ đánh nát. Mình sẽ thái lát phần tỏi này, hoặc là mọi người cũng có thể băm ra cũng được. Mình thì mình sẽ thái lát mỏng ra. Thái lát nữa cho vào muối cùng với cà. Ngoài ra thì mọi người cũng có thể cho thêm phần ớt vào đây nữa.
Thì mình sẽ vớt bớt hạt đi nhé. Sẽ chẻ đôi. Cái phần cà này mình cũng có thể nấu các món như là canh cà bông. Ngoài ra thì mình sẽ chuẩn bị thêm cho vào một chút diềm. Diềm khi muối lên sẽ có vị rất là ngon. Nó cũng có thể thái lát nhé. Mình sẽ gọt cái phần vỏ đi. Rửa đi. Đấy, mình có thể thái. Mọi người có thể thái cái phần diềm này ra, những cái lát nhỏ mình sẽ để vào đây. Cái phần nước ngâm thì mình sẽ cho vào muối này, mình sẽ để đun nước lên cho ấm ấm, mình sẽ cho vào, mình sẽ nêm muối đường, đây là phần ngâm cùng. Mọi người sẽ chuẩn bị một cái hũ thủy tinh sạch, cẩn thận thì mọi người có thể trần sơ bằng nước đun sôi. Đấy, cà nó đã tiết bớt những phần nhựa ra. Bây giờ thì mình sẽ đi đun thêm một chút gia vị. Mọi người sẽ cho lên đun một chút muối và đường, sau đó để nguội và xếp cà vào lọ là mình đã có thể để 3 hôm là có thể ăn được rồi. Mình sẽ cho cái phần cà vào trong lọ nhé. Nước thì mình đã đun lên có muối và đường. Mình sẽ bỏ cà vào. Đấy, mình sẽ cho cái phần ớt, tỏi và diềm. Mình sẽ chèn xuống và đậy nắp. Bây giờ mình đã có một hũ cà muối, mình sẽ để tầm 2 đến 3 ngày là có thể ăn được nhé.